Kem này là con trai của Duy Phước. Hôm qua đúng ra là đúng ngày, nhưng mà hôm nay là đi ăn trễ bữa, tại vì hôm qua bận quay phim cho nên là không có thời gian dẫn cô cậu này đi ăn được, cho nên là hôm nay là cô cậu này phải dẫn cô cậu này đi ăn bù, chứ còn không là tối nay về cha con sẽ bị xích mích tình cảm với nhau. Rồi bây giờ là chúc cho con là nhiều sức khỏe, và lúc nào cũng ngoan ngoãn dâng lời ba với mẹ hơn. Rồi bây giờ hát bài cho vui vui đi, chơi luôn đó. Bài đang hot hot này nè, bây giờ hot hát à, có rồi. Này con yêu ba muốn uống ta tưa. Con thương ba nhiều không? Con thương ba tưa chừng này. Mày cỡ chừng nào vậy? Này nhỉ. Thương ba con nhiêu đây vậy? Rồi, ok, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Luôn luôn ủng hộ Duy Phước nha. Chúc quý vị sẽ có nhiều sức khỏe. Bye bye. Bye bye.